Rồi thêm một chiếc nữa. Thì số cùng đây 3668. Giá tiền kèm theo những khuyến mãi nữa ha. Cái đó bãi mình làm mới được nha, thay lại mới. Đây đây, quay lại nãy giờ bị trục chặt cái máy xíu. Bảy hay 16. Một số này chưa vệ sinh. Rồi xong chiếc này nha. Rồi chào mọi người nha. Đây là kho máy hiện tại của mình. Chào mọi người nha. Bây giờ mình xin cập nhật tình hình máy của tháng 3 tháng 4 2019 á. Thì bây giờ kho cũng còn rất nhiều, bữa nay cũng mới về thêm cái lô 6 máy nữa từ Thái. Còn cả tuần sau cũng về thêm 9 chiếc nữa. Thì mọi người cứ đến xem đi, máy mình về liên tục ha. Giờ mình quay sơ sơ trước mọi người xem những cái lô máy mới vừa mới ráp vô nè, chất lượng còn cao. Đây chiếc này chưa, mới rút công ra luôn, mình sáng đang bắt vô, nó còn nguyên hiện trạng. Nó về đây có một số máy đẹp nữa mới về luôn. Đây máy đẹp mới về, đây là kho nè. Rồi mình về cũng còn nhiều máy lắm,
máy gặt thì 70 giờ, còn 105X thì còn hai chiếc đây, 95 có ở đây. Còn ở phía sau này là những máy đã bán nè, cũng bán được 4-5 chiếc, máy bên này cũng bán 4-5 chiếc, đang bảo dưỡng cho khách. Gần xong rồi, xong là mình lên xe mình giao thôi. Còn khu vực máy phía trước á, của tháng 3, tháng 4 còn như đây ha, 4708 SB rồi đó, 3608, 4508 với 494, mấy chiếc 34 phía sau cũng còn ở dưới kho, 34 bát kim nè, 45 nè, 47. Rồi, chào mọi người, bữa nay về thêm một container, ấy hai container chứ, của máy gạch và điện hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Để chiếc này đẹp nè, máy 1.7 luôn. Rồi, chào mọi người nha. Hiện tại giờ đang vệ sinh với cái máy này xíu. Này cái lô máy DC70 Plus mới về. Máy nào cũng đẹp hết. Mình mới về container để chút mình để video cho mọi người xem nha. Lô máy nè. 95 105. Cái này lô máy cài mới về 10 chiếc nè, 3408 với 408, giờ đang gáp vô hoàn chỉnh nè, mọi người cứ tới xem được rồi đó. Alo. Đây mấy cái lô máy này mới về cũng còn ok lắm, số đó đây. Đang xuống một chục chiếc mới đủ nha, giờ xuống được mới hơn có 7 chiếc rồi hả? 8. Giờ từ từ xuống tiếp nha. Ở đây là cái nơi mà mình làm bảo dưỡng máy á, sau khi bán cho khách xong là mình đem ra đây mình sửa soạn lại máy với lại bảo dưỡng thay nhớt hay là làm đồng sơn gì lại cho khách miễn phí ha. Đây. Số máy đang làm. Mấy chiếc xong rồi thì đậu đó rửa rồi. Mấy cái này mới nhận nè, cái này đang làm nè. Mở ra hết vậy ha. Đây, đây cũng đang làm luôn. Máy cài 6.0 cũng đang làm. Cái này là máy dẫn mới nè. Nói chung làm nhiều theo tùy theo mức độ các bác làm. Rồi xin chào mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình á, thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ nút đăng ký á, thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Thì ủng hộ mình bằng cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha. Đây là ở phía trước công ty nha mọi người. Thì cái địa chỉ của mình đây là đường quốc lộ 53 nè. Mình đang ngay đầu đường quốc lộ 53. Địa chỉ số 167 á. Huyện Long ý của ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Thì
mọi người muốn dễ đi hơn thì cứ gần gần xa xa đây có một cái chỗ cái tòa nhà trắng trắng là cái Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long á, thì hỏi người ta Bệnh viện Đa khoa ở đâu là mình công ty mình cách đây có khoảng đúng cây số qua một cái cầu ông Me lớn nha, cầu ông Me lớn. Rồi cảm ơn mọi người nha.